tả sống tình cảm với con người. Giống mèo là loài có khả năng sinh sản tương đối cao, một năm để từ 2 mèo con sinh ra chỉ nặng khoảng 100g và dễ dàng nằm gọn trong lòng. Con ngựa. Ngựa là con vật thông minh, con ngựa từ 3 năm tuổi có thể bắt đầu sinh sản. Mùa xuân, nguồn thức ăn dồi dào, đây cũng là thời điểm thích hợp để cho đời những con ngựa con. Ngựa con mới sinh ra lại chỉ sau vài ngày. Con bò. Bò là loài động vật ăn cỏ, động vật đi lại, loài gia súc của con người cả thế giới. Bò có khả năng khóc như con người. Mắt bò có tầm nhìn gần như toàn diện, đây là cách để bảo vệ chống lại kẻ xâm. Con vịt rất nhỏ, vịt có thể bơi, đi lại trên mặt đất, bay hay thậm chí là lặn. Chân vịt có màng này giúp chúng bơi dễ dàng hơn ở dưới nước và các mạch máu, cho nên những con vịt không hề cảm nhận được cái lạnh. Ui. Con gà cầm cung cấp thịt phổ biến. Ở loài gà có sự khác nhau rõ rệt giữa gà trống và gà mái. Gà trống buổi sáng hoặc các thời gian có đực trong ngày, có màu to, có bộ lông óng mượt, màu sắc sặc sỡ, có ầm ĩ sau khi đẻ trứng và khi gọi gà con.
Ah!